Như các bạn vừa thấy á, là camera nó mạnh đến mức độ như vậy đó, là có thể là chỉnh màu rồi thay đổi màu sắc, biến màu sắc thành đen trắng. Bây giờ chúng ta tiến hơn bước nữa, nếu các bạn muốn làm những cái ảnh nghệ thuật á, làm màu lạ nè, lên màu nè, ép màu nè, thì chúng ta cũng có thể dùng camera RAW làm được. Bây giờ tiếp theo nha, chúng ta đã xử lý ảnh được đen trắng rồi. Bây giờ chúng ta muốn biến nó thành cái màu cổ cổ, ví dụ như hơi nâu vàng, mà ta gọi là cái tông sapphire, hoặc là hơi xanh xanh là lạ, thì chúng ta vẫn làm được bằng cái mục tiếp theo, nó gọi là đây, gọi là listoning. Listoning, list là gì? Là lẻ, đơn lẻ, cắt ra là những cái tông lẻ, những tông đơn á. Những đây bạn thấy là trên đây nó sẽ chia làm hai mục. Khi làm bất cứ cái gì chúng ta phải hiểu về nó, ta phải làm. Người chuyên nghiệp nó khác với người amateur. Người amateur là cứ kéo đại tới đâu hay tới đó rồi, nhưng mà những người chuyên nghiệp là phải hiểu mới kéo, mới kéo tào lao được. Thì trên đây nó có hai phần, thứ nhất là highlight, thứ hai là shadow. Highlight là những vùng chênh sáng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hiểu về highlight và saturation như thế nào. Highlight là gì? Là những chỗ nào sáng nhất trên ảnh à. Đó, khi mình hiểu nãy là quá dễ. Những chỗ nào sáng á, nó tóm lại là sắc độ sáng. Khi nói về hình đen trắng thì nói về sắc độ thôi. Những cái vùng nào nó gọi là phần sáng này gọi là highlight, như đây là highlight nè, highlight nè, highlight, highlight. Những chỗ nào tối nó gọi là shadow, như này shadow nè, shadow ha. Rồi. Thì trên đây nó sẽ có hai phần. Là nếu mình tác động lên trên phần shadow thì mình kéo shadow, nếu tác động highlight thì kéo highlight, còn nếu tác động cả hai thì kéo cả hai, vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta muốn ép màu cho cái phần tối này cho dễ thấy nha. Phần tối này muốn cho thêm cái màu gì đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kéo cái màu đó qua đây nè. Giả sử muốn cho nó theo quang phổ đang qua nè, muốn cho căng cam vàng vàng không, kéo qua đây. Bạn không thấy đúng không? Lý do bạn chưa bật saturation lấy gì thấy. Saturation nó sẽ tăng cường màu nó nhiều ít nè. Nó đang là không, kéo lên nè, thấy không? Nó ra nè, nó ra cái tông ha. Này mà ta mới kéo vàng nè, mình kéo đỏ nó ra đỏ nè, mình kéo xanh nó ra xanh nè, mình thấy rõ ràng chưa? Nó tím ra tím nè. Thì đây chính là chúng ta ép trên cái tông gì, tông tối. Rồi bây giờ muốn không muốn ép tông sáng nè, mình thấy khác nhau nè. Tông sáng nha, mình kéo nè, giả sử đây là vàng nè, mình kéo lên nè, mình thấy là nó không ảnh hưởng đến sáng tối mà ảnh hưởng phần sáng ngoài nè, nó khác nãy, mình thấy rõ ràng chưa? Tương tự vậy chúng ta thể kéo nè, thấy chưa? Tùy mình. Đó. Bây giờ tôi muốn này nha, cái hình này á, là cái chỗ này á, là nó vàng trên cái gương mặt, nó hơi vàng chút, nhưng ngược lại tôi muốn cái chỗ này là những chỗ tối nó hơi xanh, thì tôi kéo ở đây, thấy ra hai tông chưa? Hai tông rõ ràng, thấy rõ ràng chưa? Hai tông. Vậy là chúng ta đã vừa ép xong một cái màu lạ. Nó muốn tông cổ điển là ra thôi, đâu có gì đâu. Rồi tôi chụp hình cái này lại cái, ví dụ như tông màu màu cổ điển nha. Rồi tôi trở về đây lại, tôi cho nó trở về đây hết đen trắng. Tôi chụp hình lại nè, tắt anh quay, tôi sẽ nói chuyện tiếp cho quý vị hiểu chỗ này tiếp nữa nè. Bây giờ bạn thấy là giữa hai cái tông này nó sẽ có cái ba lăng kéo qua đây á, nó nghiêng về cái tông highlight nhiều, kéo đây nghiêng về tông shadow nhiều, vậy thôi à. Đó, mình tăng cường nào nhiều hơn thì cho lấn áp qua kéo này, không có gì khác rồi. Trung bình nằm ở giữa là coi như cân bằng giữa hai bên, thì đó là màu lạ. Màu lạ này trên đen trắng, nhưng bây giờ màu lạ mà trên hình màu như thế nào? Tôi sẽ trở về cái trường hợp này, đang hình màu bạn thấy rõ ràng chưa? Tôi thấy ép tông như luôn nè, nó cũng làm việc y chang như thế luôn. Bây giờ giả sử trên những màu tối nè, tôi cũng ép thêm, tôi kéo này về phía ví dụ như màu xanh này, tôi tăng thêm tí nè. Thấy không, nó ép thêm nè. Ép cho màu là lạ hơn, thay vì nãy màu xanh này không có trong tóc, mình ép thêm nè. Nhưng ngược lại giả sử muốn cho cái màu sáng này nè, màu sáng ngoài này cho nó hơi vàng chút đi, và hơi xanh tí nè, kéo đây không, thấy không, nó bớt đi nè, giống như có kính lọc lên vậy đó. Cái hình này nó khác màu đi tí, ép màu lạ nè, ép thêm nè, màu lạ lạ nè, thấy không?
này chụp sau ra ép thêm vô, nó như ép thêm vô nó cam hơn, nó vàng hơn, ép ép vô hơi tím hơn chút nữa. Đó, mình ép thêm màu. Cho nên đây cũng là một cách giúp cho mình chỉnh cái màu của hình nó khác hơn xíu, nó khác hơn xíu, nó trong hơn, nó trắng hơn khác tí, là ép màu thêm nè. Đó, ép thêm tí nữa. Thấy không, ép thêm tí xíu nó ra hơi là lạ, thấy rõ ràng chưa? Tôi chụp lại nè, tông lạ. Còn nhiều người hỏi tôi tại sao tôi làm được vậy mà anh làm không được. Anh phải cảm nhận nhé. Cách làm là như thế, còn thành quả ra khác nhau, mỗi người mỗi kiểu. Đó, mà nhìn thấy nè, đây khác nhưng mà ép vô cái nó khác. Thì tôi giới thiệu cho quý vị vừa xong một cái nữa, đó là chúng ta ép màu lạ, tạo màu cổ điển, vân vân cho những cái hình chúng ta.